tập 1, chúng ta đã làm quen với 16 thí sinh với những câu chuyện thú vị của họ. Ở tập 2, các thí sinh sẽ chính thức làm quen với những bài học và thử thách đầu tiên trong chương trình Việt Nam Next Top Model 2014. Tất cả đều bắt đầu từ con số 0 và nhiệm vụ của 16 thí sinh là sẽ phải cố gắng, nỗ lực hết sức để từng ngày hoàn thiện mình cũng như để chinh phục được ban giám khảo và khán giả. Ra thì bài học đầu tiên không phải là lo lắng gì cả. Tôi biết rằng tôi nhìn có một số em đi rất yếu và một số em thích nghi rất nhanh. Những em thích nghi rất nhanh đó chắc chắn em sẽ tỏa sáng rất là nhanh. Nhưng một số em rất yếu đó là những em rất tiềm năng của chương trình. Lucky I'm not afraid of heights and lucky I'm not afraid of wind because you could get blown away today. 16 thí sinh với các xuất phát điểm khác nhau. Có bạn đã có kinh nghiệm trong nghề người mẫu. Có bạn vẫn chưa biết đến giày cao gót bao giờ, có bạn chưa quen được với áp lực, cường độ làm việc cao như khi bước chân vào cuộc thi. Và với bài học thử thách đầu tiên ở tập 2, chúng ta sẽ được trải nghiệm những điều rất thú vị qua từng thử thách mà chương trình đã đưa ra cho các thí sinh. Anh có thể cho chương trình được biết là cái thử thách của tập đầu tiên được xem như thử thách đầu tiên của các bạn thí sinh là gì không ạ? Chúng tôi luôn luôn muốn tìm hiểu. Nhưng việc đầu tiên đấy là cái cấu trúc về xương, về cấu trúc cơ thể. Hay chúng ta cứ nói ngắn gọn một điều đơn giản thôi. Đấy là cái độ ăn hình của các bạn như thế nào, các bạn có được ống kính yêu mến hay không. Và điều thứ hai đấy là chúng tôi muốn xem cách các bạn làm việc với những cái bộ trang phục, cái cảm nhận của các bạn, cái cảm nhận của các bạn về thời trang, về những cái phong cách thời trang và sẽ phải làm việc với chúng như thế nào. Ngoài ra thì như chúng ta cũng biết, để làm việc được, để có được những tấm hình đẹp thì các bạn cũng phải biết cách làm việc với ống kính, với ánh sáng. Thì cái điều này là điều tôi nghĩ rằng các bạn sẽ học hỏi từng tập. Trong chương trình Việt Nam Next Top Model hành trình chinh phục ước mơ thì điều quan trọng nhất vẫn chính là những nhân vật ở đằng sau lưng Tùng đây. Ở cái tập này thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều rất là muốn mỗi bạn sẽ nói một câu nào đó về chính cá tính của mình, đúng không? Trước khi bước vào thử thách của chương trình, mình sẽ giới thiệu tên nè, xong rồi ví dụ như tất cả mọi người chọn đúng một từ để nói về cá tính của mình thì các em sẽ nói về từ gì? Hãy nhìn vào khán giả của Gian Online và nói điều đó nha. Tôi tên là Ngân, từ khóa thể hiện cá tính của tôi là ngân khủng. Vậy là biết là bạn này sẽ rất là muốn trở thành một người chạm tay đến ước mơ của mình, là người khùng nhất trong tất cả các thí sinh. Tôi tên là Dung và từ khóa của tôi là hoàn hảo. Hoàn hảo, wow. Tôi tên là Thanh Tuyền và từ khóa của tôi là tự tin. Tự tin, rất là nhiều từ hay. Hồi nãy tôi có nghe bạn này nói một từ rất là hay nè, bây giờ mọi người nghe lại nha. Ôi trời ơi. Từ khóa thể hiện cá tính của em là ôi trời ơi hả? Không ạ. Đây. Tôi tên là Nguyễn Thiều Anh, từ khóa thể hiện cá tính của tôi là điên. Là điên hết rồi, chỉ một từ thôi. Chưa đi hết tất cả các thí sinh của Việt Nam Next Top Model mùa này, chúng ta đã thấy là ít nhất trong ngôi nhà chung có hai cô gái tự nhận mình có tinh thần bất định. Và đây là người bạn tiếp theo.
Xin chào, tôi là Kiều Ngọc Linh và từ khóa thể hiện cá tính của tôi đó là Be Myself. Tôi tên là Yến Nhi và từ khóa thể hiện cá tính của tôi đó là nổi loạn. Nổi loạn. Chúng ta có rất là nhiều những từ khóa khác nhau, đó là ưu tiên dành cho các cô gái. Và bây giờ thì đến những chàng trai, họ vẫn cũng chỉ có một từ để thể hiện cá tính của mình. Người đầu tiên sẽ là... Tôi tên là Phạm Duy Anh và từ khóa của tôi là lạ. Bạn này. Tôi tên là Toàn, từ khóa của tôi là... Em tên gì? Em tên Toàn hay tên Toàn? Toàn. 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 Từ khóa của tôi là im lặng. Từ gì? Im lặng. Im lặng. Đến giờ phút này, Tùng thấy đây là từ khóa ấn tượng nhất. Tôi là Văn Năm, từ khóa thể hiện cá tính của tôi là chắc chắn. Chắc chắn. Tôi là Đức Anh, từ khóa của tôi là đáng yêu. Tôi tên là Lê Đăng Khánh, từ khóa của tôi là ngông cuồng. Yes! Khánh, em qua em chơi với bạn này nè. Tôi tên Hồ, từ khóa của tôi là Phong Lưu. Và đây là một người bạn có mái tóc rất là dài trong nhà các bạn trai. Bạn ấy sẽ nói gì về mình đây? Tôi tên là Phạm Tấn Khang và tôi cũng điên khùng luôn. Hồi nãy là có một bạn khùng, một bạn điên, còn bạn này là vừa điên vừa khùng luôn. Người cuối cùng nào? Tôi tên là Nguyễn Văn Thắng, từ khóa của tôi là Thắng Hâm. Tôi tên là Hùng và từ khóa của tôi là Lạnh Lùng. Lạnh Lùng. Mình là Quỳnh Châu và từ khóa của Châu là Bí Mật. Bí mật, rất là đầy bí ẩn phải không ạ? Như các bạn cũng thấy là trong cả một ngôi nhà chung, Tùng tin rằng người mệt mỏi nhất chính là những người đứng đằng sau chúng ta, những người ở hậu trường. Bởi vì họ sẽ phải quản lý cả một nhóm người có rất nhiều những cá tính lạ. Và nếu bây giờ hỏi cá tính mà Tùng đang muốn nói về mình đó là gì, Tùng cảm thấy Tùng, tôi là Nguyễn Thanh Tùng, tôi cảm thấy mặc cảm vì chiều cao của tôi với những bạn xung quanh. Hãy chờ đấy, tôi sẽ quay các bạn ấy tới cùng. Play your news.